Giới thiệu bạn, đây là cái con lăn trùng này sáng cái tâm. Cái đầu trà của nó có kích thước là 5 cm diện tích bánh răng, và chiều dài của nó sẽ là gần 18 cm. Với cái diện tích và kích thước như này thì có thể nói đây là một trong số những cái con lăn mà sẽ được sử dụng nhiều nhất khi giáng kích âm. Vì với cái diện tích dài của đầu bánh răng nó là khoảng 5 cm thì thi công cây âm nó sẽ rất là tiện trong việc mà chúng ta lách vào cái ngóc lách của xe, như cái cửa xe hoặc cái sàn xe để chúng ta lăn. Đó, thì cái này sẽ là cái được dùng nhiều nhất, và thường thì các anh em hay thích tự làm cách âm và gara sẽ mua về để làm. Đó, chúng ta đừng tham to cái này to, vì nếu như càng to thì khi mà làm cách âm sẽ càng thấy khó, vì sẽ phải luồn lách nhiều vị trí, và thậm chí nhiều vị trí chúng ta còn phải dùng cả cái cán này để chúng ta lăn nữa này, không phải là lúc nào dùng được cái đầu to để lăn nữa. Thì đây là sự chia sẻ của những cái người nào người ta làm xe và người ta có chia sẻ lại, thì anh em có thể có thêm kinh nghiệm khi tự làm cách âm tại nhà. Vâng, anh em quan tâm thì có thể truy cập vào autocarclub.com.vn để tham khảo dịch vụ cách âm và mua những cái tấm cách âm về để tự làm, hoặc là mang đến để chúng tôi có thể tự làm cho anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến video.